Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo bài kiểm tra quy hoạch và đầu tư cơ bản thì tôi xin hướng dẫn các bạn bài số 8 về đối tượng đồ họa nha. Khái niệm về đối tượng đồ họa là một element. Mẫu một đối tượng đồ họa xây dựng lên design file được gọi là một đối tượng element. Một đối tượng này có thể là dạng điểm, dạng vùng, dạng line, dạng test, gọi là dạng di trú. Mẫu đối tượng này được định nghĩa bởi các thuộc tính đồ họa như sau. Thứ nhất, level thì có từ 1 đến 63, color thì có từ 1 đến 255, lightweight là từ 1 đến 31 và light style từ 0 đến 7 nha, tùy loại, và fill color. Các đối tượng này sử dụng cho các bản đồ số như đối tượng dạng điểm, một điểm khi line nó bằng 0 hoặc là một scale. Đó. Các đối tượng này thể hiện dưới dạng đường là gọi là line và smart line, kiểu mà dạng vùng và kiểu dạng chữ viết là gọi những cái chú nha. Rồi mình trực tiếp vào phần hướng dẫn trực tiếp luôn nha. Rồi ông thực hành nha, bấm chuột phải open nha, chờ my rotation lock lên. Rồi bấm vào view nha. Về đầu tiên vô là ta biết được là các lớp đối tượng và màu line nha. Rồi thứ nhất là bấm Ctrl E nha. Trong đó thì level của ta có từ 1 đến 63. Đây. Đó, từ 1 đến 63. Đó. Trong đó line này từ 1 đến 31 này. Đây. Line quay là từ 1 đến 31. Đó, color màu là tới 255, 254 là 255 nè. Rồi, style nè. Đây, có 7 nè. Là style nè, màu nè, lớp nè. Các đối tượng thể hiện dưới dạng điểm, dạng line, dạng vùng và dạng ghi chú. Dạng điểm đây, đó, ta cho điểm này lên, vậy là 31. Rồi màu vàng. Đây, đây là một điểm nha. Là đối tượng dạng điểm line bằng 0. Thứ hai, đối tượng dạng scale nha. Element là scale. Share nè, ta chọn vô cái phần mà nào cũng được. Giả sử ta chọn vô phần nhà thờ đi. Rồi bấm vô đối tượng nha. Rồi nha. Hạ xuống. Kéo qua nè. Rồi bấm vô đối tượng. Đó, chụp phải thoát. Đây. Em nhà thờ. Rồi ta để cái dạng line dài quá, ta để khoảng 4 đi. Đó, thấy không? Đó. Đây là đối tượng dạng điểm nha. Rồi. Đối tượng dạng điểm nha, đường nha. Rồi, đây là một đường. Đây được. Đó, đây là đối tượng nhân đường gọi là line, còn đối tượng smart line ta chọn vô nha. Đây chọn là cái từng đối tượng riêng biệt. Đây nó smart line ta chọn vô cái là cả hai đối tượng chung nhau luôn nha. Rồi đối tượng nhân vùng đây. Đó. Đó. Ta chọn cái này là uber nè, uber này nó đổ màu luôn nè. Ta cho nó màu xanh đi. Đó. Thấy không? Rồi. Đó. Tiếp theo là đối tượng dạng vùng, dạng điểm, dạng line và dạng chữ viết. Dạng chữ viết đây. Giả sử tôi đánh vô đây. Anh cắm đi. Đó. Rồi. Ta cho nó phong tiêu chuẩn dành 3 nha. Rồi. Đây các bạn thấy không? Thầy Khánh này. Muốn cho này bự lên, ta cho nó là 10. Thầy Khánh nha. Đây. Đó, các bạn thấy không? Tao có cái chữ lên là bự lên. Rồi. Hôm nay kết thúc bài giảng về nấu các đối tượng đồ họa của phần mềm My Rotation nha. Cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.